Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Sa Thầy đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền gắn với xử phạt những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ đầu tháng 5 đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Sa Thầy đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các khu vực công cộng. Qua công tác tuần tra kiểm tra, hầu hết người dân đều ý thức và tự giác chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định này. Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 7 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.